Bây giờ mình sẽ giải cứu nó, mình cũng không chơi lắm. Ui giời, ui giời. Đây. À, đấy là hệ okay. Mình không giải cứu nhưng mà mình không biết chơi. Ô thôi được rồi, tạm chết chết lắm. Nào rồi rồi rồi. Rồi cái thôi em chơi đi, chơi đi. Chơi, 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 chơi đi. Ô thôi. Dính quá. Được rồi, đau đấy, đau slam đấy. Được rồi, để chị đi giải cứu ở đây. Giải cứu đi nhanh lên. Để sao chị chơi chứ? Ghê quá. Ghê đâu, kỹ thôi. Để chơi. Nhấp nhấp, kiểu dính dính ý. Ờ. Dính quá. Từ từ để yên. Chị giải cứu vào hộp không đã dành trong trong. Thoát được rồi đấy bố ạ. Đây, bây giờ mình sẽ cố gắng giải cứu em nó. Nó không hề dễ dàng một tí nào luôn đấy. Nó không dễ dàng một tí nào. Đúng vậy. Tại vì nó siêu, gọi là phải gọi là siêu đỉnh dính luôn đấy. Ờ, đỉnh cao của dính luôn á. Nó rất là dính luôn, mình không hiểu phải làm thế nào để giải cứu nó nữa. Nó là phải gọi là đỉnh luôn ấy. Hơi gần cấp. Không biết bạn có chơi được cái sao này không, nhưng mà mình thấy nó hơi bị dính một xíu. Dạ thông cảm nhé, tại vì mình không biết chơi slam đâu. Nói chung là mình chỉ kiểu chơi đại đại thôi. Nếu con chơi sắt mọi người thông cảm nhé. Rồi, nào xong, tự giải cứu mình đi. Ô được 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 được. Đừng biết chỗ đấy. Tốt nhất là đừng chơi nữa mà đâu ạ. À, tốt nhất, cách tốt nhất là không nên. Cho em phải sao bóp tay mà được. Đây. Đấy, cái này dễ bóc này. Đấy, quy trình giải cứu slam đã thành công. Không thành công lắm. Nó đã vào được cái hộp của nó và rất là dính. Phải gọi là siêu siêu dính. Rất là dính. Không phải sao lại dính thế nhá.